Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trải bài, đó chính là họ đặc biệt thích bạn ở điểm gì. Hôm nay thì ở đây đã có sẵn 3 tụ bài tượng trưng cho 3 đồ vật. Tụ số 1 đó chính là một cái hình cỏ 4 lá, mặt dây chuyền. Tụ số 2 đó chính là một cái khuyên tai ngựa vằn. Và tụ số 3 đây là một cái mặt của Paris, Pháp. Bạn nhìn thấy rõ không? Thì các bạn có thể dừng lại để xem cái tụ bài nào thu hút nhất với các bạn và cái hình ảnh. Và ngoài ra hoàn toàn các bạn có thể chọn nhiều hơn một tụ và hãy chỉ cởi mở đón nhận ra thông tin liên quan nhất thôi. Vì đây là trả bài chung. Nếu bạn nào muốn xem chi tiết hơn về chuyện tình cảm này, có thể liên hệ với Vi thông qua Instagram Vi Alagaseso hoặc thông qua email vialagaseso@gmail.com. Vi có để thông tin bên dưới phần mô tả ha. Bây giờ mình sẽ vào với tụ 1. Tụ 1, họ thích bạn ở điểm gì? Các bạn có. Wow. Sự duyên dáng, đối xử với mọi người rất là tinh tế, nhã nhặn, lịch sự. Và đặc biệt là có vẻ như bạn sẽ gặp người này thông qua các mối quan hệ đến từ bạn bè, thông qua các mối quan hệ đến từ hợp tác, thông qua cái người giới thiệu, hoặc là thông qua một cái cách cư xử nào đó của bạn trong nhóm bạn chung, mà vô tình họ cũng có mặt ở đấy và họ quan sát, họ nhìn thấy là các bạn rất là duyên dáng, rất là tinh tế, rất là biết cách để thu hút người khác. Và đấy là cái điều mà họ rất là thích ở các bạn trong tụ 1. Và ngoài ra rất có thể trước khi các bạn gặp nhau hoặc trước khi các bạn có những cái mối quan hệ đặc biệt hoặc là có những cái lời tỏ tình cũng như có những cái mối quan hệ chính thức, các bạn đã từng mơ về nhau rất là nhiều. Mình không biết điều này các bạn trong tụ 1 đã biết hay chưa, nhưng mình thấy ở đây cái gọi là cái sự khủng bố của họ trong giấc mơ của bạn kể từ khi các bạn gặp nhau hoặc kể từ khi cái năng lượng của các bạn có sự kết nối, tự nhiên bạn mơ về họ rất là nhiều. Và ngược lại nha, có thể cái điều ngược lại họ chưa nói với bạn nhưng họ cũng mơ về bạn rất là nhiều. Có thể là cái sự nhiều của cả hai sẽ có một bên mơ nhiều hơn người còn lại về đối phương, nhưng mà chắc chắn một điều là cả hai đều mơ về nhau nha. Và trong giấc mơ có vẻ như có một số thông tin rất là quan trọng sẽ được tiết lộ trực tiếp đến các bạn. Và về mối quan hệ này, có cả sự chân thành nữa nha. Bạn đối xử với người khác rất là chân thành. Không phải bởi vì là cần có lợi ích giữa cả hai bên, hay là bạn mong đợi, bạn giúp người khác, hay bạn nói lời tốt đẹp, người khác sẽ nói lại với bạn, mà thực sự là đối phương rất là thích bạn và đặc biệt thích bạn ở cái việc bạn chân thành với mọi người, bất kể người đấy là ai, bất kể người đấy thế nào. Và bạn luôn đặt cái sự chân thành lên hàng đầu. Và ngoài ra đối phương của các bạn đặc biệt thích các bạn bởi vì các bạn là những người có cái sự sáng tạo vô biên. Các bạn cực kỳ sáng tạo, thế nên là vì cái đời sống của các bạn nó rất là, các bạn tự mang thêm những cái màu sắc rất là sáng tạo trong cuộc sống mà các bạn không cần phải nhờ một ai đó bên ngoài, các bạn không cần phải nhờ một thứ gì đó kích hoạt lên. Thế nên là đôi khi có những cái câu nói, có những ý tưởng, có những cái thông điệp mà bạn truyền tới họ, có thể là ngoài đời thực hoặc trong giấc mơ nha, và họ cảm nhận thấy được rằng là cái người này thực sự rất là sáng tạo, ở bên cạnh họ sẽ không bao giờ biết buồn, ở bên cạnh họ sẽ lúc nào cũng có những sự tươi mới. Thì đấy là cái điều mà họ đặc biệt thích ở các bạn trong tụ 1. Bất kể là các bạn đang độc thân hay các bạn đang trong một mối quan hệ, hay là cái người đấy mới chỉ đang xuất hiện mập mờ dưới dạng giấc mơ, thì hãy nhớ rằng họ có những cái điều đặc biệt ấn tượng với bạn, và hôm nay Vi đang hỗ trợ giải thích cho các bạn biết điều đấy. Tiếp theo, mối quan hệ này có tiến tới sâu hơn được hay không? Hãy nghĩ một người bất kỳ trong các bạn trong tụ 1 nha, và sau đó một người bất kỳ các bạn đang muốn nghĩ đến và muốn tiến tới mối quan hệ sâu hơn. Sau đó thì hãy quay trở lại trải bài này. Rồi có hai thông điệp quan trọng cho các bạn về việc là có tiến tới cái mối quan hệ này sâu hơn được hay không. Câu trả lời là sẽ bị trì hoãn nha. Bởi vì một trong cả hai bên vẫn đang đối diện với bóng tối linh hồn, chưa vượt qua được cái phần bóng tối. Bóng tối này có thể đến từ những cái tổn thương của họ trong chuyện tình cảm trước đấy. Bóng tối này có thể đến từ cái việc là họ vẫn còn một số những cái vương vấn, một số những cái khúc mắc, một số những cái điều mà được coi là nỗi lo, được coi là sự căng thẳng, được coi là những cái vấn đề quan trọng hơn trong cuộc sống của họ chưa giải quyết được, cần giải quyết. Thế nên là họ không có mặn mà lắm với chuyện tình cảm. Đấy là lý do số 2. Và lý do số 3, có một số điều nữa đến từ tiền kiếp. Họ sẽ không biết tại sao họ sợ, họ sẽ không biết tại sao họ không thích một thứ gì đó, nhưng mà họ chỉ biết là họ không thích và họ biết là họ cần phải giải quyết điều đấy. Thế nên là có rất là nhiều sự trì hoãn sẽ xảy ra trong cái mối quan hệ này. Đôi khi nó đến từ cái việc là các bạn tự nhiên đột ngột mất kết nối. Tự nhiên một trong hai người lại rời bỏ người còn lại trước. Hoặc là tự nhiên cái mối quan hệ nó bị đẩy lấy một cái chiều hướng mà nó rất là xấu, mà cả hai đều, hoặc là bản thân bạn không nghĩ tới, mặc dù trước lúc đấy nó vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Thì mình chỉ muốn nhắn các bạn một điều thôi khi mà thấy cái thông tin này, đó chính là
đời sống tình cảm của cả hai các bạn kể từ lúc các bạn gặp nhau hay là các bạn đã có kết nối với nhau về mặt năng lượng. Nó có một sự thay đổi rất lớn. Và sự thay đổi đấy đầu tiên đó chính là để giúp cả hai vượt qua bóng tối của chính mình, nỗi sợ mà của cả hai mang vác trong chuyện tình cảm. Mình không nói là họ làm việc với nỗi sợ nên là họ mới trốn tránh bạn, hay là họ có nỗi sợ với bạn thì không phải, mà mình muốn nói rằng là cái nỗi sợ của họ hay nỗi sợ của bạn nó sẽ xoay xung quanh chuyện tình cảm và tình yêu đôi lứa. Không phải của mỗi người đấy hoặc không phải của mỗi mình bạn, mà sẽ là của những cái người trước đấy hoặc của những cái thế kỷ, của những cái tiền kiếp trước đấy. Và vô hình chung khi các bạn gặp lại nhau thì cái vai trò cả hai đó chính là kích hoạt lại cái bóng tối, chế độ bóng tối. Nó là như vậy. Còn cái sự trì hoãn này tại sao phải xảy ra? Bởi vì đây là cái sự trì hoãn rất là cần thiết cho cả hai. Và đặc biệt đây là sự trì hoãn trực tiếp đến từ một cái lực lượng rất cao như mình gọi, đó chính là vũ trụ. Hay các bạn nào theo Phật hay theo Kitô giáo hay là theo Thiên Chúa giáo thì gọi là Chúa nha. Trực tiếp can thiệp vào để cho các bạn phải có cái khoảng thời gian vàng để đi chậm lại, để tĩnh lặng hơn. Thế nên trong cái khoảng thời gian bạn nào đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm hoặc vẫn đang mập mờ trong chuyện tình cảm, đang cảm thấy rất bồn chồn, thì lời khuyên của Vi ngay lúc này đó chính là đừng làm gì hết. Các bạn hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để xem xét lại các vấn đề bạn chưa giải quyết được trong chuyện tình cảm, hay là những gì bạn muốn xây dựng trong tương lai. Và sau đó hãy để cho mọi thứ thả lỏng ra một chút. Bởi vì hiện tại kể cả các bạn có làm bất cứ một cái phương pháp gì để thay đổi, nó cũng sẽ không có hữu hiệu lắm. Bởi vì đây là cái khoảng thời gian bắt buộc các bạn cần phải được tách nhau ra. Và sẽ có một cái sự thức tỉnh nữa trong chuyện tình cảm do cái người đấy mang tới hoặc do bạn mang tới trong cuộc sống của họ. Cả hai người sẽ được thức tỉnh một lần nữa trong cái mối quan hệ này. Còn đương nhiên thức tỉnh về điều gì, các bạn ngộ ra được điều gì, thì mình mong là các bạn có thể comment. Nếu như các bạn nhớ trải bài này, các bạn hãy comment chia sẻ cái câu chuyện các bạn cho Vi biết. Sẽ vẫn có một cái khởi đầu mới sau khi các bạn học xong được bài học nha. Nhưng khởi đầu này không có nghĩa là cái khởi đầu nó giống như cái kết quả ban đầu các bạn mường tượng. Và cái khởi đầu này mình cũng nói luôn là một cái khởi đầu mà bạn chấp nhận được mọi thứ, buông những gì cần buông và chấp nhận cái vị trí mới, chấp nhận cái vai trò mới và chấp nhận cái mối quan hệ với một cái tên gọi mới. Ví dụ như thế này, lá bài này là mình liên tưởng đến việc là trước khi có những cái sự trì hoãn này xảy ra liên tục, trước khi có những cái sự hơi mâu thuẫn, hơi xung đột hoặc thậm chí có cái sự ngắt kết nối một cách đột ngột á, bạn đã từng nghĩ bạn và họ có thể phát triển được sâu hơn mối quan hệ này, ví dụ như là trên cả mức tình bạn, hoặc là bắt đầu có những mối quan hệ hơi chớm nở chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa đi. Nhưng sau khi cái giai đoạn của sự trì hoãn, của sự thức tỉnh, của cái việc có rất nhiều bài học được đưa đến cho các bạn, và cái việc đối diện với bóng tối linh hồn xong, thì cái khởi đầu mới nó được đưa đến để làm gì? Để bạn khẳng định lại là à, thực ra do lúc trước mình nghĩ quá nhiều thôi, hoặc là cảm xúc mình đặt vào cái mối quan hệ đấy quá nhiều thôi, và mình đang ép buộc họ cũng phải đáp lại cái tình cảm đấy giống như mình. Thế nên nó càng tạo nên cái sự cồn cào, cái sự dây dứt. Nhưng sau khi các bạn học xong bài học thì cái khởi đầu mới ở đây nó sẽ đánh dấu một việc là ok, bây giờ bạn sẽ chấp nhận là họ coi bạn là gì thì bạn cũng sẽ chấp nhận. Bạn không còn quá bấu víu vào cái tên gọi là phải có được cái mối quan hệ này, phải đẩy nó lên tình yêu nữa. Mà kể cả nếu như lúc đấy họ cái khởi đầu mới họ quay trở lại với bạn và họ nói câu là bây giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn, hoặc chỉ có thể làm đồng nghiệp, chỉ có thể làm ABCXZ gì đấy, thì bạn cũng rất là hoan hỉ để đón nhận. Thì đấy mới là cái năng lượng tiếp theo cho cái mối quan hệ tình cảm này. Và các bạn phải trải qua hai cái thời kỳ như vừa nãy Vi phân tích đã. Rồi bây giờ mình sẽ tiến tới đến cái việc là sở thích chung của hai người nha. Không biết là khi các bạn nào ở đây đã gặp gỡ cái người mà các bạn đang thầm thích, cái người mà các bạn đang nghĩ đến trong trải bài này, và các bạn thấy được các bạn có chung cái sở thích gì hay chưa? À, có một điều nữa. Một trong hai, mình đang thấy ở đây, có thể một trong hai bạn thì đang thấy bồn chồn vì cái khoảng thời gian này làm gì nó cũng không được như ý trong chuyện tình cảm, hoặc tự nhiên bị hiểu lầm một cách rất là vô lý. Và bạn thấy bạn rất là muốn thanh minh, nhưng càng thanh minh mọi thứ nó càng tồi tệ hơn. Nhưng một mặt khác, thì đấy là vấn đề của bạn nha. Nhưng còn một mặt khác, đối phương thì đang ở trong mắc kẹt với bóng tối của cái việc họ đang giấu kín một cái cảm xúc nào đấy trong cái mối quan hệ này. Vẫn còn có những sự thật đang bị ẩn giấu. Nhưng mà đừng cố đi tìm cái sự thật này nha, bởi vì hiện tại đây không phải thời điểm thích hợp để đi tìm sự thật. Hãy cứ chấp nhận những gì nó xảy ra và quay trở về lại với cái con người của các bạn.
sở thích chung của hai người, thứ nhất là rất là thích tinh dầu, thích những thứ gì làm từ tự nhiên, những cái hoạt động, những cái sản phẩm, những cái dầu gội, những cái nến thơm, những cái tinh dầu, những cái mùi hương đến từ tự nhiên. Ví dụ như mùi hương của hoa cỏ, ví dụ như mùi hương của cây cối, ví dụ như mùi hương của hoa lá, ví dụ như là những cái sản phẩm làm handmade, làm organic. Thứ hai là cả hai bạn đều rất là thích nước nha. Thích nước ở đây có thể là thích uống nước, có thể thích đến những nơi nhiều nước, thích biển, thích cái môi trường mà nó mang cái năng lượng của nước. Tiếp theo, sở thích chung của hai người. Sở thích chung của hai người liên quan cái việc là đã làm cái gì hoặc đã đam mê cái gì thì sẽ đam mê cuồng nhiệt. Và sở thích chung của hai người cũng như là cái cây cầu kết nối cho hai người đó chính là mặt trăng. Vào trong những thời kỳ của mặt trăng, nếu như bạn vẫn còn bất cứ một cái lời nguyện cầu nào, bạn vẫn còn bất cứ một cái cảm xúc hay còn bất cứ một cái lời thổ lộ nào, bất cứ một cái câu chuyện gì mà vẫn chưa nói được trong cái lúc trước, hãy tranh thủ cái thời gian có trăng. Các chu kỳ trăng này này, đặc biệt là trăng tròn nha, hoặc là trăng non. Nhiều bạn hỏi mình trăng tròn và trăng non là gì thì nó rất là khớp với cái lịch của người Việt Nam là mùng 1 âm lịch và 15 âm lịch. Trăng tròn là 15 và trăng non là mùng 1. Đó, thì các bạn có thể căn những giờ đó để các bạn hỏi những câu hỏi, hỏi thầm thôi cũng được hoặc nghĩ thôi cũng được. Ngay lập tức các bạn sẽ có được những cái lời phản hồi. Nhưng quan trọng hãy cởi mở ra để đón nhận những cái thông tin đấy nha. Khá nhiều các bạn trong tụ một, các bạn rất là hay tự suy nghĩ một cách viển vông và đôi khi các bạn tự suy nghĩ một cách quá mức, dẫn đến cái tình trạng nó tồi tệ hơn là do cái suy nghĩ của các bạn. Nó đang tạo nên những cái cơn sóng như vậy. Lời khuyên cho bạn ngay lúc này, đừng để bị lừa dối bởi chính cái mặt nạ mà các bạn đang mang. Có nghĩa là các bạn đừng đặt quá nhiều, thứ nhất, đừng đặt quá nhiều hy vọng rằng cái việc là cái mối quan hệ nó sẽ diễn ra giống như cách bạn mong muốn. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi. Thứ hai, đừng có đeo mặt nạ rằng cái việc giả vờ các bạn đang ổn nhưng thực tế thì không ổn. Và thứ ba, có một điều thôi mà riêng tụ một mình muốn các bạn nhấn mạnh nha. Tại vì cái lá bài ở đây từ nãy giờ mình đang thấy cái năng lượng này rất là nhiều. Cái chuyện các bạn tạm thời không hạnh phúc hoặc cái mối quan hệ các bạn tạm thời nó đang dừng chân không có nghĩa các bạn ghen tị với người khác về cái sự hạnh phúc hay thậm chí ghen tị với đối phương bởi vì họ tìm được cái hạnh phúc riêng của họ. Hãy nhớ rằng cái cảm xúc mà các bạn đang đặt vào trong cái mối quan hệ này nó đang vượt hơi quá mức so với mức bình thường mà vũ trụ muốn các bạn làm. Thế nên hãy để ý hơn. Bởi vì thực ra trong cuộc sống các bạn nó vẫn còn đang xoay quanh, có vẻ như bên cạnh chuyện tình cảm thì cuộc sống các bạn vẫn đang xoay quanh một vài khía cạnh nữa, ví dụ như đang xoay quanh các cái chế độ của công việc, đang xoay quanh những cái deadline của công việc, đang xoay quanh những cái sự lựa chọn trong cuộc sống, đang đứng giữa những cái bước ngoặt quan trọng. Thế nên nó cộng thêm với cả những cái mối quan hệ tình cảm đôi khi nó đẩy cái cảm xúc các bạn lên hơi quá đà. Thì mình chỉ mong các bạn hãy tỉnh táo và bình tĩnh trong cái trường hợp này, sáng suốt hơn để đưa ra bất cứ một quyết định nào, để sau này có lợi cho cả hai bên. Thì vừa rồi là những cái thông tin mình chia sẻ cho các bạn trong tụ 1. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn trong tụ 2 ha. Tụ 2, họ đặc biệt thích bạn ở điểm gì? Wow, tụ này có thể như mối quan hệ các bạn, nó liên quan đến chính xác là chuyện tình yêu nha. Họ cực kỳ thích bạn ở cái việc là họ thấy bạn rất là thu hút, rất là lãng mạn, rất là romance. Ở đây nó cũng tượng trưng cho từ romantic, có nghĩa là sự lãng mạn, có nghĩa là cái mối quan hệ đấy ngay lập tức có thể trở thành tình yêu được nha, mà không cần phải có nhiều cái giây phút của sự đắn đo hay là của cái việc là các bạn phải thử thách nhau nữa. Trust, lòng tin, sự tin tưởng, đáng tin cậy. Wow, họ đặc biệt thích bạn ở một điểm là, thứ nhất, họ thấy bạn là một người rất là đáng tin cậy. Thứ hai đó chính là họ cũng biết được rằng là bạn rất là có mắt nhìn người, một khi bạn đã tin tưởng ai, một khi bạn đã tin tưởng vào một cái điều gì đó bạn làm thì chắc chắn là nó sẽ phải có một thứ gì đấy để khiến cho bạn tự hào, hoặc là thực sự cái người đấy, cái thứ đấy nó xứng đáng để cho bạn tin tưởng. Và ngoài ra họ cũng thấy đặc biệt thích bạn ở một từ, kể cả từ trust này còn là mình nghĩ đến cái việc là họ thấy bạn là một người rất là kiên định và có lòng tin nha. Có lòng tin trong những gì bạn làm, có lòng tin trong những gì bạn theo đuổi, có nghĩa là có một cái sự kiên định, một cái sự gọi là một cái sự nhất quán. Từ trust. Và thậm chí nha, đôi khi trong cái mối quan hệ của các bạn rất có thể là
đôi khi nó gặp một vài những cái trở ngại không đáng có. Và họ, cái đối phương của các bạn trong tụ 2 cũng rất là lo, các bạn không biết là có thật sự tin tưởng họ để cùng họ đi tiếp con đường hay không. Nhưng mà đến cuối cùng, cái lòng tin của bạn dành cho họ vẫn là chiến thắng. Thế nên là họ càng thích các bạn nhiều hơn nữa. Đương nhiên thì nếu tụ 2 các bạn ngay lập tức liên kết với cái câu chuyện mà mình kể, mình rất là hoan hỉ khi các bạn chia sẻ. Còn nếu như mà thật sự khi các bạn chọn nó không liên kết, hãy sang những chủ đề khác của Vi để đón nhận ha. Điểm chung giữa các bạn, thứ nhất là các bạn thích di chuyển, các bạn không thể nào đứng yên ở một chỗ, hoặc là cái cuộc sống của bạn, bạn luôn có một cái triết lý là nếu mà mọi thứ cứ đứng yên hoặc nếu mọi thứ cứ bình thường thì đôi khi bạn cảm giác nó khá nhàm chán. Thế nên là thứ nhất là các bạn rất là hay di chuyển. Đấy là điểm chung giữa bạn và họ. Và thứ hai là bản thân bạn cảm thấy là khi di chuyển thì cái năng lượng của bạn nhẹ nhàng hơn, bạn cảm giác là thoáng đầu óc hơn, bạn cảm giác là có rất là nhiều những cái lợi ích mà khi di chuyển nó mang lại cho các bạn một cái cảm xúc mới. Thứ hai đó chính là cả hai bạn đều thích ngủ nha. Nói đúng hơn là biết bản thân khi nào bị kiệt sức để nghỉ ngơi một cách đúng đắn và một cách hợp lý. Và đặc biệt cái việc các bạn nghỉ ngơi là liên quan đến giấc ngủ rất là nhiều. Các bạn có một cái sự chăm sóc bản thân rất là tốt. Nói đúng hơn là kể cả là các bạn có ngủ nó không đúng với cái đồng hồ sinh học bình thường, nhưng các bạn biết là khi nào các bạn cần nghỉ ngơi, biết khi nào các bạn nên bổ sung cái năng lượng, những cái dưỡng chất cần cho cơ thể, và đặc biệt liên quan đến việc ngủ, liên quan đến cái việc là nghỉ ngơi một cách hợp lý. Tiếp theo, âm nhạc cũng là sở thích chung mà hai bạn hoàn toàn có thể nói với nhau, bởi vì hai người có một cái gu âm nhạc nó khá là đồng điệu. Ví dụ như bạn rất là thích âm nhạc chữa lành, họ cũng như thế. Hoặc là ví dụ như là cả hai người thích một cái dòng nhạc gì đấy mà rất là ít người biết, rất ít người thích chẳng hạn, nhưng mà đấy lại là điểm chung. Cả hai bạn đều có những cái cảm xúc mãnh liệt về nhau khi mà kết nối, nhưng quan trọng có nói ra hay không. Nhưng chắc chắn một điều là cả hai bạn đều có thể nha, là cả hai bạn đều gặp vấn đề ở vùng bụng dưới, cái vùng từ dưới rốn trở xuống. Hai là cái vùng bụng dưới của các bạn, cái vùng bụng của các bạn đôi khi nó hay gặp phải ví dụ như hệ tiêu hóa, ví dụ như hay bị lạnh, hay là ví dụ như là đôi khi bạn cảm giác là hơi đau nhức ở đó. Thực ra thì cái việc mà kết nối với cái vùng luân xa số 2 hay cái vùng bụng dưới thì nó liên quan đến khá nhiều năng lượng ở đây. Đầu tiên là liên quan năng lượng nữ tính. Thứ hai liên quan đến trực giác. Thứ ba liên quan đến năng lượng của mặt trăng. Thế nên là các bạn đều có những cái điểm chung ở những cái khoảng thời gian, ví dụ vào những thời kỳ có trăng, các bạn sẽ thấy được rằng là cái sự tiết lộ về họ với bạn nhiều hơn, cái cảm xúc mà họ dành cho bạn mãnh liệt hơn, hoặc là bạn dành cho họ mãnh liệt hơn, cái cảm nhận về nhau nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Và ngoài ra cái mối quan hệ này là mối quan hệ được tác động bởi tổ tiên. Mình nói rồi, tụ 2 là cái tụ ngay từ ban đầu nó đã có màu sắc của tình yêu lãng mạn, của một thứ gì đấy nó rất là văn minh, nó rất là tinh tế, và đặc biệt nó là một thứ gì đấy được sắp xếp dành riêng cho các bạn. Dù có đi đâu, đi cái con đường nào, cuối cùng cũng về phía nhau thôi. Nên là cái việc là kết nối với tổ tiên nó là một trong những điều mà, thứ nhất ở đây mình cảm giác là hai bạn cũng có điểm chung là các bạn cực kỳ nghe lời tổ tiên nha. Ví dụ như thế này, bình thường các bạn cũng không có quá để ý đến về tôn giáo hay là về tâm linh đâu, nhưng mà tự nhiên hôm đấy được tổ tiên mách bảo trong giấc mơ về một ai đó, về một thứ gì đó, vô tình ngày hôm sau các bạn làm luôn như vậy. Bởi vì các bạn có một cái lòng tin vào tổ tiên các bạn. Thì họ cũng sẽ như vậy nha. Bất kể cái điều đấy nó vô lý như thế nào, bất kể cái điều đấy nó lạ lùng ra sao, nhưng chỉ biết là tổ tiên mách bảo các bạn đều nghe theo. Và ngoài ra thì cả hai bạn ở đây đều có cái sự kết nối với tổ tiên, ít nhất là một đến một vài người trong hệ thống hội đồng tổ tiên nhà các bạn rất tốt. Và những cái người trong hội đồng tổ tiên của bên này lại liên kết với hội đồng tổ tiên của bên kia. Thế nên là các bạn được dẫn dắt về với nhau. Một cái điều đấy rất là hay khi mà kết nối được với tổ tiên. Và ngoài ra thì tổ tiên là người chọn cái người đấy cho bạn, và ngược lại tổ tiên của bên họ cũng chọn bạn cho người đấy. Thế nên là dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì các bạn còn nhớ điều đầu tiên của các bạn trong tụ 2 đó chính là từ trust, lòng tin, sự tin tưởng. Bởi vì nói thật, trong cái chuyện tình cảm của các bạn nó sẽ gặp khá là nhiều những cái vấn đề, cả những cái vấn đề nó giải quyết được ngay lập tức, cũng như cả những cái vấn đề mà không thể giải quyết được ngay lập tức, và nó dấy lên khá nhiều nỗi linh nghi ngờ. Bây giờ mình sẽ xem là thử thách tồn tại giữa các bạn ha.
thử thách đầu tiên mà mình đang thấy liên quan đến sức mạnh. Sức mạnh ở đây có nghĩa là cái sự kiên nhẫn, cái sự kiên trì để cùng nhau hóa giải một cái vấn đề gì đó, chứ không phải là đặt lên, dấy lên nỗi sợ hay dấy lên sự nghi ngờ và sau đó chấm dứt một cách rất là đôi khi hơi lãng xẹt, hoặc đôi khi là nó theo cái kết quả cả hai không mong muốn. Thứ hai đó chính là một trong hai có vẻ như không thật sự xuôi dòng, không thật sự chấp nhận cái sự sắp xếp đến từ tổ tiên, mà các bạn mong muốn một điều gì đấy hơn thế, hoặc mong muốn đẩy nhanh tốc độ hơn thế. Nhưng hãy nhớ rằng mọi thứ nó sẽ chỉ tốt nhất khi các bạn nằm trong một cái giống như là một cái dòng nước vậy. Các bạn không thể ép nó đi nhanh hơn, không thể chảy nhanh hơn. Từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, mà cái gì nó cũng cần phải có nhịp độ, có một cái dòng chảy nhất định. Và có vẻ như một số bạn ở đây đang kháng cự cái mối quan hệ này, đang kháng cự cái sự kết nối. Đầu tiên là mình đang thấy ở đây nếu như chưa gặp mặt sẽ kết nối ở thế giới 5D trước. 5D thì nói đơn giản có nghĩa là thế giới của năng lượng, cái thế giới của cái hình thù bạn không nhìn thấy nhưng bạn cảm nhận được, bạn nghe được, bạn gặp họ ở một cái trạng thái năng lượng. Còn nếu như bạn nào mà kết nối ở 3D rồi thì mình đang thấy ở đây có một cái sự kháng cự, có một cái sự không bằng lòng với cái tình trạng mối quan hệ hiện tại. Và nó gây ra khá nhiều những cái sự cản trở không đáng có. Và ngoài ra một trong những thử thách đối với các bạn còn liên quan đến, có thể liên quan đến tiền bạc nữa, liên quan đến cái cách lập kế hoạch, liên quan đến một bên thực tế hơn bên còn lại chẳng hạn. Không hiểu sao ở đây trong cái mối quan hệ này có một cái thử thách. Mặc dù cái lá bài này nó rất là tốt nha, hình ảnh một người đang câu trong một cái ao rất là nhỏ, mà tự nhiên lại câu được một con cá rất là to, trong khi người đấy còn chẳng nghĩ là ở trong đấy ao đấy sẽ có cá to như thế này. Nghĩa là cái lá bài này nó tượng trưng cho sự ngạc nhiên, tượng trưng cho cái mối quan hệ mà rất là khiến cho cái người nhận được cái tin tức trong mối quan hệ tình cảm sẽ rất là happy, sẽ rất là hạnh phúc, sẽ rất là ngạc nhiên theo kiểu vui vẻ, ngạc nhiên theo kiểu là không ngờ tới, ngạc nhiên theo kiểu là cuối cùng may mắn cũng về tay các bạn. Nhưng mà ở đây nó lại tồn tại thử thách, cho thấy một điều là có vẻ sự ngạc nhiên này là sự ngạc nhiên bạn không mong đợi. Và cái sự ngạc nhiên này cũng có thể cho thấy được rằng là một trong hai người khá là bị hơi bị sốc về những cái sự ngạc nhiên mà họ dành cho các bạn. Và đấy không phải là cái thói quen hàng ngày của bạn, nên đôi khi nó cũng gây ra một vài cái sự cản trở. Và ngoài ra nha, còn một cái thử thách nữa mình đang thấy ở đây. Có vẻ là bạn hoặc là họ đôi khi cảm giác là người kia không thật lòng với bạn. Bởi vì sao? Họ hơi flirting, hơi thả thính, hoặc là hơi nói vu vơ thôi. Xong đến lúc sau khi mà bạn thật sự kiên quyết rồi thì tự nhiên họ lại rất là thong thả, họ lại rất là thờ ơ chẳng hạn, nên khiến cho bạn rất là phân vân. Thì đấy cũng là thử thách tồn tại giữa các bạn. Lời khuyên: remain positive. Hãy cứ giữ cái tinh thần tích cực. Và quan trọng hơn này, it's up to you. Tùy thuộc ở bạn thôi. Có nghĩa là người này là người được hội đồng tổ tiên chấp thuận, và bạn cũng được kết nối với họ thông qua tổ tiên, thông qua các chu kỳ trăng, thông qua cảm xúc, thông qua cái vùng luân xa số 2 của bạn khi các bạn bị đau nhức hoặc khi các bạn gặp vấn đề. Nhưng mà tùy thuộc vào bạn. Bạn có chấp nhận họ hay không? Bạn có chờ đón họ trong cuộc sống của bạn hay không? Bạn có đồng ý cái mối quan hệ hay không? It's up to you, tùy thuộc vào phía các bạn. Thì vừa rồi là cái thông tin mình truyền tải cho các bạn trong tụ 2. Bây giờ mình sẽ sang với tụ cuối cùng nha. Tụ 3. Người ấy đặc biệt thích bạn ở điểm gì? Các bạn có sức mạnh. Người này nhận ra các bạn rằng là kể cả là vẻ ngoài của bạn cũng mang một cái sức mạnh, một cái sự rất là trông mạnh mẽ, một cái sự cá tính, một cái sự bạn là người biết chăm sóc sức khỏe nha. Đấy là cái đầu tiên mà họ thấy thích và họ ấn tượng các bạn. Thứ hai, họ thấy bạn mạnh mẽ kể cả trong tính cách, trong hành động, trong lời nói, trong cái sự dứt khoát mà bạn đưa ra. Thứ ba, cái nội tâm của các bạn cũng mạnh mẽ. Thì đấy chính là những gì mà họ đang thấy từ bạn. Cái cách mà bạn chống chọi lại với những cái nghịch cảnh, cái cách mà bạn đứng dậy, bạn đấu tranh cho chính bạn, cái cách mà bạn cầm cái dây cương cho cuộc đời của các bạn, bạn tự lèo lái, đấy là sức mạnh và là những thứ gì mà họ đặc biệt ấn tượng đối với các bạn trong tụ 3. Mình nói như vậy không có nghĩa là họ thấy bản thân họ không mạnh mẽ bằng bạn, mà mình chỉ đang thấy ở đây là họ không nghĩ một cái, ví dụ như một cái cô gái như bạn lại có một cái năng lượng mạnh như vậy, đó, kiểu như vậy, hoặc là có một cái sự mạnh mẽ từ cả vẻ ngoài đến cả vẻ bên trong này. Các bạn có beauty. Người này đặc biệt bị ấn tượng đầu tiên đó chính là vẻ ngoài các bạn nha. Sự vẻ đẹp,
Thứ hai, khi mà họ càng tiếp xúc lâu hoặc là họ càng theo dõi bạn trên mạng xã hội chẳng hạn á, họ sẽ thấy được rằng là không những là bạn đẹp ở cái nét bên ngoài đâu, mà thực sự bạn cũng có một cái nội tâm rất là đẹp. Bởi vì sao? Bạn luôn luôn biết khích lệ người khác, luôn luôn dành những cái câu từ hay những cái hành động nó rất là thân mật, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tình cảm, nó rất là tinh tế và mang cái tính khích lệ người khác rất là cao. Good cheer ở đây nó cho thấy là bạn giống như là một người bạn đối với họ, một người mà bất cứ ai cũng muốn có ở trong đời, rằng cái việc là để khích lệ, để nuôi dưỡng, để đồng hành, để cùng phát triển. Và các bạn cũng rất là có khiếu hài hước nha. Ngoài ra người đấy còn thấy các bạn trong tụ 3 là những người rất tự tin. Không biết hiện tại các bạn trong tụ 3 có tự nhận bản thân các bạn tự tin hay không, nhưng mà ở đây đối tượng của các bạn đặc biệt thích các bạn bởi vì thấy được cái phong thái tự tin của các bạn. Có rất là nhiều điều tụ 3 đối phương của các bạn ấn tượng với các bạn. Họ còn thấy bạn là một trong những người rất là trung thực. Trong tất cả những gì bạn nói và bạn làm, nó rất là khớp với những gì bạn đưa ra. Bạn là một người có trí tưởng tượng rất là cao về cái việc là bạn tin vào thứ gì bạn sẽ vẽ ra được cuộc sống của bạn như vậy, và bạn cũng khiến cho mọi người tin vào như vậy. Victory, yeah. Họ thấy bạn là một người chiến thắng nha. Chiến thắng ở đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng là họ thấy bạn có một cái hào quang của người chiến thắng. Những gì bạn nói ra, những cái câu chuyện mà bạn truyền tải, những cái thông điệp mà bạn chia sẻ, những cái sự chân thực mà bạn truyền vào trong đó, đấy chính là cái sự chiến thắng mà và cái câu chuyện đó đến đúng vào cái thời điểm mà khá nhiều người cần, bao gồm cả họ nữa, thì tự nhiên họ thấy được rằng là bạn đã chiến thắng trong cái việc là lôi ra được cái tâm can người khác mà người khác không thể làm được, trong khi bạn làm được như vậy, thì đấy chính là sự chiến thắng. Hoặc là bạn tự chinh phục được các cái nấc thang của bạn, và bạn tự vinh danh cái điều đấy, bạn tự tự hào cái điều đấy, thì đối với họ đấy cũng là một cái điểm họ rất là ấn tượng. Không biết các bạn có tự nhận các bạn giàu có không, nhưng mà họ thấy bạn, hoặc có thể do vẻ ngoài của bạn mang lại điều đấy, họ thấy bạn rất là trông nhìn có vẻ giàu có, hoặc là bạn có rất là nhiều công cụ để biến cái cuộc sống của bạn trở thành cái cuộc sống mơ ước chẳng hạn. Đấy là những gì họ ấn tượng và họ đặc biệt thích với bạn. Ví dụ như sự giàu có ở đây nó không phải là chỉ mỗi tiền bạc nha, mà ví dụ như là bạn giàu có về kiến thức và bạn sẵn sàng chia sẻ điều đấy, bạn giàu có về kinh nghiệm, bạn giàu có về những cái công cụ mà bạn có để vượt qua những nghịch cảnh, bạn cũng sẽ chia sẻ cho người khác, và bạn giàu có trong cả cái tình yêu thương đối với tất cả muôn loài, với vật thể cũng được. Đó. Mình sẽ xem là mối quan hệ này có thể tiến được sâu hơn hay không. Các bạn có lá của sự cân bằng, Justice số 11 và lá của Hoàng hậu. Có nha. Không hiểu sao tụ này mình đang thấy có cảm giác liên kết với tụ 2, liên kết với tụ 1. Các bạn có thể xem cả tụ 1 nữa. Nhưng mà có một cái điểm khác hơn ở đây, đó chính là thứ nhất, mối quan hệ này có thể tiến tới sâu hơn, nhưng hãy ghi nhớ cho mình hai điều, ba điều. Điều đầu tiên, luôn phải đặt sự cân bằng lên hàng đầu. Có nghĩa là bạn và họ phải có cùng một cái giá trị, nhân sinh quan, thế giới quan, nó đồng điệu. Nó phải có sự ngang bằng ở đây, không ai hơn ai về cái mặt đấy cả. Hoặc là phải có sự lắng nghe, chấp nhận cái sự khác biệt của nhau và tôn trọng cái sự bình đẳng. Đấy là điều đầu tiên. Thứ hai, đó chính là hãy để cho mỗi người. Và thứ hai, liên quan cái việc là mối quan hệ này là một mối quan hệ karma nha, một mối quan hệ từ tiền kiếp và đến hiện tại. Thứ ba, liên quan về việc là đây là một mối quan hệ mà có thể về chung một nhà, và có thể là có hãy để ý hơn cái việc có em bé nha. Tại vì ở đây mình đang thấy được rằng là mối quan hệ này là mối quan hệ của sự nuôi dưỡng, của sự phát triển, của cái việc là các bạn ở gần nhau, các bạn sẽ có rất là nhiều những ý tưởng mà ngay lập tức sẽ có được khi mà hai người có sự kết nối, có cái sự đồng điệu như vậy. Mà trước giờ các bạn không nghĩ là cái việc là chỉ nhờ mối quan hệ tình cảm thôi mà phát triển được rất rất nhiều thứ. Và nó sẽ đảm bảo cho các bạn một cuộc sống thịnh vượng nha. Đấy là những gì mình đang thấy. Một trong hai người quan tâm chăm sóc người còn lại nhiều hơn, giống như năng lượng của một người mẹ. Điểm chung của các bạn. Điểm chung của các bạn rất là hoài bão, rất là đôi khi hơi tham vọng để theo đuổi cái đam mê. Và các bạn sẽ không bằng lòng với những cái gì dưới tiêu chuẩn của các bạn.
Và đôi khi các bạn tự đẩy bản thân bạn vào một cái thử thách nó lớn hơn so với những gì mà bạn cần phải làm lúc đó, để làm gì? Bạn muốn chứng tỏ năng lực, hoặc là bạn muốn có được những cái phần thưởng cao hơn. Và đôi khi nó sẽ gây ra một vài cái sự sẽ gây lên một vài cái sự không thoải mái, hài lòng với những gì được cho. Mặc dù là xung quanh, bên cạnh cái cơ hội chưa đến đối với bạn và họ, nhưng mà vẫn còn những cơ hội khác, mặc dù nó không phải cái lựa chọn đầu tiên, nhưng mà nó sẽ vẫn đáp ứng cho bạn. Thế nên cái bài học ở đây cho cả hai: tiếp tục rèn luyện lòng biết ơn một cách thật sự, gọi là biết ơn từ những cái nhỏ nhất cho mình. Nếu như các bạn đã biết ơn thì tiếp tục phải thực hành nó liên tục, liên tục, liên tục. Và ngoài ra các bạn còn có điểm chung, các bạn rất dễ bị stress nếu như mà cùng lúc các bạn làm nhiều phần việc mà đấy không phải phần việc của các bạn, hoặc là các bạn có nhiều nhiệm vụ hơn, ví dụ như là trong những khoảng thời gian cao điểm hay trong những khoảng thời gian mà của dịp này dịp kia, nên là các bạn phải nhận nhiều cái trọng trách hơn bình thường trong công việc ạ. Thế nên nó mất dần đi cái nụ cười, mất dần đi cái niềm vui á. Thì cả hai bạn đều gặp cái vấn đề đấy, và các bạn rất dễ phân vân khi có từ hai cái đáp án, hai người, hai lựa chọn trở lên, hai cái cơ hội. Đấy là điểm chung của các bạn. Lời khuyên: vui vẻ trong bất cứ điều gì các bạn làm. Hãy tìm người hợp tác hoặc tham khảo. Các bạn còn có điểm chung, đó chính là các bạn rất dễ được thức tỉnh thông qua một ai đó, thông qua một cái câu chuyện nào đó. Nó không cần phải là một cái sự kiện gì đó quá to lớn, nhưng các bạn rất tinh tế để nhìn nhận ra được cái bản chất của cái câu chuyện đến với bạn thời điểm đấy. Nó thật sự có bài học gì? Thì đấy chính là sự thức tỉnh cả hai sẽ có về nhau và có về trong cái mối quan hệ này. Các bạn có điểm chung, một điểm chung nữa, đó chính là các bạn tự hào về những gì các bạn đã làm được cho thời điểm hiện tại. Bất kể người khác có đánh giá các bạn thành công hay chưa, bất kể người khác có đang thật sự nhìn nhận là bạn đang đi đúng hướng hay không, hay là ví dụ như góc nhìn thế giới quan của họ, họ sẽ nghĩ là ở sao đi cái con đường đấy khổ thế, hay là cứ đi như vậy thì bao giờ mới đến đích. Nhưng mà thực tế bạn vẫn tự hào về những gì bạn làm. Bạn vẫn hàng ngày bạn tự mài giũa riêng cái thế giới riêng của bạn về những gì mà bạn đang làm, và bạn phấn đấu vì điều đấy. Và bạn hạnh phúc, tự hào, tự trao thưởng cho bản thân vì điều đấy, chứ không phải vì lời người ngoài nói. Thì đây chính là những điều mà các bạn có những cái điểm chung rất là lớn với nhau. Các bạn còn chấp nhận được cả rằng là mỗi người đang ở trong một cái vị trí tốt nhất mà họ cần ở. Thế nên không cần can thiệp, không cần thao túng, không cần kiểm soát và cũng không cần phải phán xét khi người ta không hiểu các bạn. Ví dụ như thế này, các bạn có nhìn thấy hình ảnh này không? Một anh chàng và một cô nàng ở đây. Cô nàng thì đang rất thích thú bởi vì đã hái được những cái quả ngọt ở trên cây. Nhưng anh chàng này thì lại đang thích thú và tự mang cái phần thưởng, đó chính là một con gà về nhà. Bởi vì sao? Anh ấy đã bắt được. Có nghĩa là tôn trọng những cái phần thưởng và những cái giá trị của mỗi người mang lại, chứ không phải ép họ phải có phần thưởng giống như mình đang có chẳng hạn. Và có vẻ như một trong hai người hoặc cả hai người có xu hướng là các bạn khi làm độc lập thì sẽ phát triển hơn. Có nghĩa là các bạn tự làm chủ, tự tạo ra thương hiệu, tự làm một cái gì đó của riêng các bạn. Khó khăn, thử thách mối quan hệ này sẽ phải đối mặt. Thách thức của các bạn liên quan về King of Cups. Wow. Một gia đình và những đứa trẻ. Five Pentacles. Rồi, thách thức đầu tiên liên quan đến cái việc là có thể như khi đã lập gia đình thì các bạn sẽ phải thay đổi một vài thói quen, và lúc đấy sẽ không phải là thế giới của hai người nữa, mà là thế giới xuất hiện thêm cả những em bé, cả những cái thành viên khác nữa. Thế nên là đôi khi sẽ lo lắng một chút về tài chính. Ở đây mình đang thấy là về tài chính, về các hóa đơn, về cái việc nuôi nấng, phát triển, dạy dỗ một đứa bé như thế nào từ những cái khoảng thời gian sơ sinh và các cái khoảng thời gian lớn hơn. Đó. Tiếp theo có vẻ như thử thách các bạn liên quan về một việc nữa. Ace of Wands, một người đang cứ hướng về phía trước với cái sự vui vẻ. Và đây là năng lượng của công việc, năng lượng của sự nghiệp, năng lượng của những ý tưởng rất là táo bạo. Thì một phần khi mà có gia đình, các bạn cũng sẽ, bạn và họ sẽ có nhiều ý tưởng hơn để phát triển cho công việc sự nghiệp. Nhưng đồng thời một cái khác liên quan về thách thức, có nghĩa là cân bằng giữa đời sống công việc và đời sống tình cảm. Chưa kể sẽ có một người sẽ có xu hướng là sẽ muốn phát triển hơn về công việc, trong khi một người khác lại muốn tập trung vào gia đình. Thế nên đấy cũng được coi là thách thức của các bạn trong tụ 3. The Hangman cho thấy một điều rằng là đôi khi không phải thứ gì các bạn muốn nó cũng sẽ xảy ra như ý. Kể cả trong cái giai đoạn các bạn mới quen nhau, mới tìm hiểu, hay trong cái lúc mà các bạn đã về gia đình cùng với nhau. The Devil ở đây nó cho thấy được rằng là sẽ có một vài cám dỗ trong một mối quan hệ này, và trong, kể cả trước, trong và sau khi
đã về chung một nhà cũng sẽ có một vài những cám dỗ, ví dụ như là cám dỗ giữa công việc và tiền bạc, giữa công việc và gia đình, giữa công việc và những cái mối quan hệ khác. Đó. Queen of Swords ở đây cho thấy một điều rằng là một trong những thách thức lớn nhất có liên quan về tính cách của cả một trong hai. Đó chính là đôi khi một trong hai người sẽ thấy được rằng người kia quá cứng nhắc, chưa thật sự gọi là thích nghi với môi trường hoàn cảnh mới. Ví dụ như là thích nghi giữa đời sống công việc và đời sống gia đình đôi khi nó sẽ phải có cái sự mềm mỏng hơn một chút, chứ không phải lúc nào cũng khăng khăng như trong công việc chẳng hạn. Thì nó cũng là một cái thách thức để các bạn cần cùng nhau giải quyết. Tại vì Queen of Swords khi nói về một cái nữ hoàng mà trong công việc thì đây là một người thực sự rất là nổi bật, rất giỏi, rất thu hút người khác, có khả năng lãnh đạo, là một người rất giỏi giao tiếp, là một người rất giỏi, có cái sự độc lập cao trong công việc và sẽ gặt hái được những thành tích tốt. Nhưng ngược lại trong gia đình thì đôi khi nó sẽ khiến cho là không thật sự có cái sự thấu hiểu trong các cái thành viên trong gia đình với nhau. Yeah. Bài học cho các bạn trong mối quan hệ này: Justice lại một lần nữa, sự cân bằng, sự bình đẳng, cán cân. Mặc dù có yêu thích họ đến đâu hay họ yêu thích bạn đến đâu thì hãy nhớ luôn luôn rằng chúng ta phải bình đẳng nhau về giá trị, về lợi ích, về mọi thứ, về những cái tiêu chuẩn để làm sao có thể cùng nhau đi tiếp. Và ngoài ra cả hai người đều là những người trợ giúp nhau rất tốt về cái việc là người này có thể cùng người kia biến giấc mơ người kia thành hiện thực, và người kia cũng ngược lại biến giấc mơ người này thành hiện thực thông qua sự truyền cảm hứng qua lại lẫn nhau. Thậm chí nha, cái sự truyền cảm hứng mà mình đang nhắc tới ở đây, nó không chỉ là khi các bạn đã gặp nhau hoặc các bạn biết người đấy là ai đâu, mà kể cả khi mà dưới từ trường năng lượng hoặc là chỉ gặp họ trong giấc mơ, bạn cũng hoàn toàn có thể truyền được cái sự truyền cảm hứng cho họ. Và khi mà bạn cần, họ cũng sẽ truyền cảm hứng cho bạn được thông qua cái dạng năng lượng. Nói chung là mối quan hệ này nó cũng khá nhiều thứ, cả những cái mặt về lợi ích, về cái sự thoải mái, về những cái sự thăng hoa trong chuyện tình cảm. Nhưng ngược lại nó cũng sẽ có một vài những cái thử thách mà ở đây mình đang nhìn thấy để các bạn có thể lưu ý. Thì vừa rồi là những thông tin mà mình truyền tải cho cả ba tụ ngày hôm nay. Thì mình mong phần nào các bạn đã nhận được thông điệp, và nếu tương thích với cái câu chuyện hoàn cảnh các bạn hãy để lại một thích cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất đến từ mình. Ngoài ra thì mình vẫn nhận các cái khóa học Tarot, cũng như là khóa học chiêm tinh, khóa học chữa lành, cũng như là trải bài riêng. Các bạn có thể liên hệ với Vi thông qua email, Instagram hoặc Zalo, mình có để thông tin ở trong phần mô tả video ha.